Với sự phát triển của các khu cụm công nghiệp đông dân cư, nhu cầu về nhà ở tại Bình Dương là rất lớn. Bình Dương đã phát triển mô hình phát triển nhà ở an sinh xã hội trên cơ sở quỹ đất đã được đưa vào quy hoạch và đưa sử dụng với giá bán ưu đãi. Khoảng trên 100 đến 160 triệu đồng một căn, kết hợp với chính sách hỗ trợ cho vay lãi suất thấp, phù hợp với nhu cầu của người lao động. Trên địa bàn tỉnh hiện có 600.000 phòng trọ cho thuê, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho 1,5 triệu người. Tuy nhiên, các khu nhà ở cho thuê lâu năm này rất chật hẹp, chất lượng chưa cao, không đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác phòng chống cháy nổ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bàn hành chỉ thị khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển phân khúc nhà ở cho thuê theo tiêu chuẩn nhà ở xã hội nhằm từng bước nâng cao chất lượng nhà ở cho người lao động. Đến nay, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn đã đăng ký 1,28 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Thành công này sẽ giải quyết được nhu cầu nhà ở cho gần 10 triệu công nhân. Bộ xây dựng cho biết đến nay, cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 156.000 căn. Tổng diện tích 7,79 triệu m2. Ngoài ra, 401 dự án với quy mô 455.000 căn đang được triển khai. Việc này cần được tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới.